cảm ơn đại dương, đại dương đã trụ cho mình hôm nay. Còn đồ ăn thì ngon cẩm đại. Ăn thoải mái phải không? Có bao nhiêu vậy? Ăn thoải mái bao nhiêu ăn thôi. Lâu lắm mới có dịp hai đại nhân đại đó. Ngày nào cũng đại free. Ngày nào đại dương cũng được ăn free. Tức là anh chưa nói lại sao họ ăn kim anh là gì? Hoa hậu nhân dân cho ăn phi thoải mái mà. Celebrate.